Vạn biến như lôi tĩnh tâm tọa thiền. Tiến sĩ Đoàn Hương vừa rồi lại dùng ngôn ngữ chọc thẳng vào vấn đề và hiện trạng tôn giáo, cụ thể là Phật giáo, khiến cho mạng xã hội quan tâm, đồng thời khiến giáo hội Phật giáo có vẻ như nhảy dựng lên, thậm chí có người còn đe sẽ đề nghị công an vào cuộc, mặc dù bà ta chỉ nói một số nhà sư thay vì tất cả nhà sư. Có vẻ như các cụ, nhà tu không được hài lòng cho lắm vì phát ngôn này, mặc dù chỉ nói một số. Xem chừng như dù chỉ một số cũng không được với các cụ. Vì dù sao nó cũng nghịch nghĩ quá, nó mang tiếng cho cái sự từ bi hỷ xả của các cụ quá. Nhưng thôi, đã một lòng một dạ theo Phật, ăn chay niệm Phật, truyền bá triết lý của Phật để cảm hóa, dẫn dắt đại chúng, khai ngộ cho đại chúng, nếu không làm được bằng Phật thì các cụ cứ noi gương của Phật, đừng chấp làm gì cho nó, hao tổn ngọc thể. Thì đấy, chuyện kể rằng khi còn tại thế, lúc đang thuyết pháp thì có người nó còn nhổ nước bọt vào mặt mà Phật có tức tối gì đâu, có mắng mỏ gì đâu, có nhảy cỡn lên đòi báo công an đâu. Đức Phật dạy, thương yêu cả người chửi mắng mình kia mà, khi Đức Phật dạy Ngài Phú Đô La đi nơi khác hoằng pháp. Phật hỏi Ngài Phú Đô La, và Ngài trả lời, họ chửi con, họ đánh con, họ giết con còn cảm ơn họ vì cái thân bất tịnh này còn quý giá gì nữa ạ? Trong vụ người ta nhổ bọt vào mặt Phật, mà Phật không những không tức mà Ngài còn hỏi, còn gì nữa không? Ấy thế mà sau đó cái kẻ nhổ nước bọt vào mặt Phật lại quỳ gối xin làm đệ tử của Ngài đấy thôi. Nếu các cụ đã tịnh tâm, tịnh đàn, tịnh cảnh, tịnh độ thì cứ tịnh luôn cả khẩu đi rồi trắng đen, phải trách khắc đâu sẽ ra đó chứ cứ nhảy dựng lên rồi đe nọ đe kia, không khéo thiên hạ lại hiểu nhầm cho là gái đĩ giả mồm, thì mang tiếng chết. Mình đã thoát tục rồi, đã giác ngộ rồi, đã ngũ uẩn giai không, lục thông chi diệu rồi thì bận tâm làm gì, chấp chiếm làm gì đến chuyện tục ngôn phàm ngữ, cho nó vẩn đục cả cả cái thế giới tâm hồn, cho nó hao đi cái từ bi hỷ xả và xa thêm cái quáng đến niết bàn. Thưa các cụ, khi tư duy lại thì lại thấy nó là nghiệp quả của mình, khi chúng tăng, đàn con của mình dạy kèm nó cứ theo lời tổ dạy. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt nghỉ liền. Cuộc sống tu hành khác ngược lại với Phật, khi Phật chỉ ăn chay ngày một bữa mà thôi, khát nước cũng phải lọc nước mới uống, mệt nằm xả tâm đâu có ngủ khi. Nếu diệt cái đầu vào của lòng ham muốn, thì đành đợi đàn la tín chủ họ có đạo đức thương yêu người tu hành thì nó mới cúng dường cho người có giới đức, giới hạnh, giới hành. Và đợi, chỉ đến khi nhà nước họ bỏ tiêu dùng tiền mặt, thì may ra mới quản lý được hàng còn cháu, nó bớt dần tham thôi à. Khi đệ tử của mình, nó người cúng tiền, có tiền ai mà không nhận. Nhận con rắn độc ấy vô thì nó cắn chết cả đám. Để năm thứ dục trường dưỡng nó khởi lên, sao dẹp được nó đây? Nên thường phạm tội với 10 giới sa di mà Phật trao cho khi quỳ xuống xin thọ giới đàn với Phật. Cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, các cụ, à. Cứ nhớ câu, vạn biến như lôi tính tâm tọa thiền, là khác đâu có đó thôi mà. Sưu tầm, Lão Nông.